Và chia tay với tiếng hát của chị Hồng Thiếp thì xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của anh Quang Dũng với ca khúc Ngày Trưa Giống Bạn. Và Lê Trường tin rằng khi mà quý vị nghe giọng ca này thì quý vị cảm thấy rất là tuyệt vời nhé. Em xin kính chào chị. Anh mong lo mất thành cô ta.
Vâng, thưa quý vị thân yêu, lần đầu tiên anh Quang Dũng cũng xuống mâm gốc phi theo lời mời của Lê Trường. Vâng ạ, một người anh trai có giọng hát rất là nội lực, phải không quý vị? Và một lần nữa xin quý vị hãy dành cho Quang Dũng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, thưa quý vị thân yêu. Cảm ơn quý vị rất nhiều.